bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bí mật chưa từng tiết lộ về cuộc tình đẫm nước mắt của MC Kỳ Duyên. Là một người phụ nữ đẹp, tài năng, nhưng MC Kỳ Duyên lại trải qua cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn. Sau bao sóng gió, chị đã tìm được cho mình chốn bình yên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc trời phú mà còn là một người phụ nữ tài năng. Thế nhưng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì tình duyên của chị lại lận đận bấy nhiêu. MC Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ người Việt ở Mỹ có tên là Nguyễn Quang Ly. Cuộc sống của cả hai người dù sung túc và đầy đủ nhưng có vẻ như cuộc hôn nhân giữa họ thời điểm đó không được bền vững bởi những bất đồng quan điểm. Bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của Kỳ Duyên, đã từng chia sẻ rằng con gái và con rể xảy ra nhiều bất hòa trong cuộc sống bởi bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm và khô khan. Thậm chí ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Trong cuốn hồi ký của mình, bà từng viết: mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai, lại đi nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc, nhưng không nói với con. Những bất đồng nho nhỏ tích tụ cùng những nỗi buồn nhen nhóm, cho đến một ngày tình cảm nhạt dần, yêu thương không còn chỗ trong ngôi nhà chung, cuối cùng họ đã quyết định chia tay. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến năm 40 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại sai nán chàng luật sư có tên là Trịnh Hội. Anh kém người phụ nữ của mình 1 tuổi, sinh ra ở Việt Nam, nhưng định cư tại Úc từ nhỏ. Hai người quen nhau trong một chương trình nghệ thuật từ thiện do Trịnh Hội tổ chức. Cả hai cùng học luật, cùng yêu thương nghệ thuật nên nói chuyện rất hợp ý. Và không biết từ khi nào, tình cảm ấy cứ lớn lên. Gần 3 năm sau ngày quen biết, cuộc hôn nhân của họ diễn ra bên bờ biển Philippines năm 2004. Nhưng rồi chẳng ai có thể đoán trước được chữ ngờ. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ vào năm 2008 với lý do xa nhau nhiều quá. Thêm lần nữa, MC Kỳ Duyên phải rơi nước mắt. Tưởng chừng sau lần đổ vỡ ấy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ như con chim sợ cành cong. Nhưng duyên số đã đưa chị tới một người đàn ông khác để yêu, David Duy Hân. Tuy ở bên nhau gần 10 năm, nhưng người phụ nữ này lại không tính chuyện kết hôn. Mọi người nghĩ còn một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc, nhưng MC hải ngoại và người yêu lại gắn kết với nhau bằng chính sự thoải mái, cởi mở của mình. Người đẹp hào hứng khoe, Duy Hân rất ga lăng, anh thường bảo cô rằng: em thích sao, anh chiều vậy. Thích lấy thì lấy, thích ở vậy thì cứ ở vậy, khiến cô không bị áp lực trong hôn nhân. Cách đây ít giờ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ một dòng trạng thái về sự quan trọng của tình yêu. Với nữ MC hải ngoại, cô tin mỗi người được đầu thai vào đời để trải nghiệm một thứ gì đó chỉ có thể kiếm được ở kiếp con người. Tình yêu trong mọi khía cạnh, yêu công việc, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật, yêu nhân loại. Nhưng yêu nhất vẫn là tình yêu nam nữ, bởi lẽ chỉ có tình yêu cô mới thật sự sống. MC Kỳ Duyên đòi hỏi ở tình yêu sự tuyệt đối, tuyệt đỉnh là tuyệt vời. MC hải ngoại cho biết cô sẵn sàng rời bỏ cái an toàn để mạo hiểm đi theo nhịp đập của con tim. Người ta nói tôi lãng mạn và không thực tế. Tôi trả lời, thực tế có gì vui. Thực tế đôi khi là đi làm, trả tiền nhà cho một người mình không ưa. Không thích chứ đừng nói chỉ đến chuyện yêu. Thực tế là bổn phận, là đè nén ước vọng. Chung vùi khát khao để sống nốt kiếp này. Thực tế có thể là sự hy sinh cao cả. Có thể là nhiều thứ khác nhưng chắc chắn, thực tế không có gì vui. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.